1,5mm, một kích thước rất nhỏ, mắt thường khó thấy, nhưng lại ẩn chứa một bí mật bất ngờ. Đó là hình tượng ông địa được khắc họa trên hạt gạo. Và để có thể nhìn trọn vẹn, người xem cần phải sử dụng đến kính lúp. Chủ nhân của ông địa mini này là anh Nguyễn Tấn Đạt ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Với hiện nay thì tôi, cái kích thước mà ông địa nhỏ nhất của tôi hiện nay đang làm đó là 1.5mm. Và tôi hoàn toàn khắc bằng tay. Thì cái việc này đòi hỏi rất là khó khăn trong việc là cái hạt gạo thì nó khá là cứng, và bắt buộc tôi phải nghiên cứu làm sao để cho hạt gạo nó mềm. Thì mình phải tạo độ ẩm cho nó thích hợp, sau đó mình mới dùng dao rọc giấy và dao lam để khắc ra. Với niềm đam mê và yêu thích văn hóa Việt Nam, anh Đạt đã khắc họa nên những ông địa mini với hình dáng chibi, dễ thương, đủ kiểu ông địa như ông địa ngành nghề, ông địa giả gốm, phù điêu ông địa. Chất liệu tạo tác chủ yếu là đất nặng thuần Việt, đất sét kết hợp nhựa resin. Theo chia sẻ, công đoạn khó nhất khi làm nên một ông địa chính là việc tạo mẫu, phải mất từ vài ngày cho đến vài tuần. Tôi mới dùng một cái khuôn để đổ khuôn và dùng cái đất nặng hoặc là nhựa resin để sáng tạo ra hàng loạt. Thì mất khoảng 3 ngày rưỡi để hoàn thành nên một cái bức tượng ông địa. Và trong đó thì có một ngày để chờ cho đất khô hoặc là nhựa khô. Cái công đoạn quan trọng nhất đó là làm sao để phối màu nhìn vào để cho người ta thấy được rõ ràng đó là hình ảnh của ông địa của Nam Bộ. Và cái điều này nó đòi hỏi là cái việc là cái người thợ thủ công, người nghệ nhân thì phải chăm chỉ và đặt cái tâm huyết mình vào. Bởi vì khi mà cái lòng mình buồn á, thì đôi khi vẽ ông địa không thể nào mà vui tươi được. Với mong muốn truyền tải đi nét đẹp của ông địa thuộc Việt Nam đã có từ xa xưa, anh Đạt hy vọng những tác phẩm mini này sẽ được nhiều người lựa chọn, thậm chí nhờ vào kích thước nhỏ gọn có thể mang theo bên mình hoặc trưng bày trên bàn học. Trong vòng một tháng, anh Đạt đã tạo ra hơn 500 ông địa với nhiều kích thước từ 2cm đến 6cm và có hơn 100 mẫu mã khác nhau với mục đích bán nghệ thuật, nuôi nghệ thuật. Giá thành của những sản phẩm này cũng chỉ dao động từ 50.000 đồng cho đến 200.000 đồng cho mỗi ông địa. Cái ý định cuối cùng của tôi trong cái bộ sưu tập cũng như là cái dự án nghệ thuật lần này, tôi mong muốn đó là hình ảnh của một ông địa của Việt Nam, một cái hình ảnh văn hóa của người dân Nam Bộ sẽ được lan tỏa khắp nơi, đặc biệt là đi qua con đường du lịch. Đối với người phương Nam thì ông địa trong năm mới là một trong những cái điều khá là quan trọng, bởi vì hình ảnh của ông địa thường sẽ được mọi người, mọi nhà thay đổi vào trong cái dịp mà sắp Tết. Và hình ảnh cái ông địa lúc nào cũng vui cười, sẽ có một năm mới cho mọi nhà đều mắc trời ông địa.